Đây mình xin giới thiệu với các bạn về cách trồng cây hoa lan bầu rượu. Đây là cây hoa lan bầu rượu khi trồng được một tháng. Củ bầu rượu khi lấy ở rừng về thì nó sẽ như vậy. Đây là cái size nhỏ mình để lại để làm giống nên nó nhỏ tí như thế này thôi. Khi đem về thì rễ già của nó rất là nhiều. Đây, rễ già của nó đây, mình dùng kéo cắt tỉa hết rễ già đi, bởi vì cái rễ già này nó cũng không có chức năng hút chất dinh dưỡng cho cây nữa, và cái củ già này nó chỉ để sinh cây mới ra thôi, chứ cái củ già này nó cũng không có còn hút chất dinh dưỡng gì ở cái củ này nữa. Đó, cắt tỉa hết rễ đi, rễ rác cắt tỉa hết, cắt sạch sẽ hết. Đây, cắt sạch sẽ hết như vậy. Mục đích cắt thì cũng bỏ bớt rễ già để cho củ nó đẹp hơn thôi, chứ cũng không có gì. Đây, cắt hết nó như vậy đây. Mùa này thì khai thác nó cũng hơi trễ rồi. Khai thác mùa này thì mầm con nó đã lên, có những cây mầm con nó đã lên như thế này rồi. Thì vận chuyển nó rất là khó, vận chuyển nó sẽ bị dập hết. Chứ còn cách đây khoảng một tháng thì củ đem về chưa có mầm gì hết. Dạng dạng như vậy thì mình di chuyển thoải mái luôn, không có chuyện gì xảy ra cả. Củ thì có rất nhiều loại củ, củ nhỏ xíu tới củ to. Khách thì cũng có nhiều kiểu khách hàng, nhiều người thì thích củ nhỏ để làm giống. Một ký của nó khoảng tầm 30 đến 25 đến 30 củ hoặc hơn. Còn có những người lại thích những củ to, củ này thì chắc cũng phải một lạng, hai lạng gì đấy. Một ký của nó thì được mười mười mấy củ thôi, càng to thì càng nặng. Đây có rất là nhiều size. Tiếp theo, sau khi cắt tỉa gọn gàng rồi thì mình chuẩn bị đất trồng. Đất trồng thì đây, các bạn có thể dùng đất trộn với vỏ trấu, hoặc là sơ dừa, hoặc là sỉ than, hoặc là mùn cưa đều được. Mục đích là cho đất nó tơi xốp, thoáng, giữ ấm tốt. Rồi nếu mà có điều kiện nữa thì mình có thể trộn với một ít phân chuồng đã qua xử lý. Đây. Còn không thì nếu mà các bạn ở thành phố thì mình có thể trộn với các loại phân vi sinh mua ngoài tiệm về cũng đều được. Chủ yếu là để cho cây nó tốt thôi. Còn nếu khi trồng thì mình cũng có xịt thuốc này nọ nữa, không sao cả. Đây, đất đây rất là tơi xốp. Trồng thì ở đây có rất là nhiều cách trồng. Mình có thể trồng nằm như thế kia đó, hoặc là mình trồng đứng. Đây là trồng đứng như thế này. Và khi trồng thì các bạn nên để ý là cái củ nó sẽ như vậy. Đây, và cái mầm non của nó sẽ mọc lệch qua một bên, nên khi trồng mình để cái củ nó ở lệch, đừng có để ngay chính giữa cái chậu, để cái củ nó lệch qua một bên để khi cái cây củ non nó mọc lên thì nó sẽ ở ngay giữa chậu. Và cái củ này nó sang trong năm nay nó sẽ phát triển giống như cái củ này và nó to hơn cái củ này luôn đó, nên cuối năm là mình sẽ được hai cái củ. Và hoa sau khi mọc xong hết rồi, tới gần mùa có hoa cách khoảng 2 tháng thì nó sẽ rụng hết lá đi, củ nó sẽ rụng hết lá, nó như cái củ này, nó rụng hết lá đi như củ này, và bắt đầu nó sẽ có hoa, hoa nó ở dưới mọc, cũng ở dưới đây mọc lên luôn, mọc từng cuống hoa mọc lên. Và củ bầu rượu thì nó rễ của nó, đặc biệt cái loại rễ này nó không có ăn sâu, nó chỉ ăn nong nong ở trên đâu đó tầm 10 tới 15 phân thôi. Nên khi trồng thì mình có thể trồng chọn những cái chậu nó nông như thế này thôi. Đó, như vậy. Không cần chậu sâu đâu. Trồng, mình có thể trồng đứng trong năm. Và rễ nó sẽ ăn ra xung quanh. Khi trồng thì các bạn để ý là trồng cách khoảng 10 tới 15 phân để cho cái củ này nó phát triển ra. Nó sẽ tới đâu tới đây. Củ này tới đây là cuối năm nay là cái chậu này nó kín hết. Đó, như vậy. Còn nếu các bạn trồng số lượng lớn thì trồng nằm như thế này. Nó trồng nằm, mục đích của trồng nằm cũng là để cho mình đỡ tốn thời gian mà khi mà mình tưới. Ví dụ như một cái củ mà mình trồng đứng như thế này mà mình chắc chắn là mình phải có cái gì đó cố định rồi, bởi vì cái này không thể nào
chắc chắn mình không thể nào chôn sâu dưới đất được. Chôn sâu thì nó rất là dễ thối cái mầm non đó, mà cố định nó vậy thì rất là tốn nhiều thời gian, nên tốt nhất là để nằm, để nằm khi tưới mình có tưới qua thì củ nó cũng không có xê dịch được bao nhiêu hết đó. Đó, có thể trồng nằm trồng đứng đều được. Và khi mua thì có một số anh chị hỏi là em tại sao em gửi cho chị cái củ mà nó không có rễ gì hết vậy. Nếu mà có rễ gửi cho chị thì đó là do em cắt tỉa hết rồi, còn mà có rễ gửi cho chị thì chị về chị cũng phải cắt đi thôi, chứ để mà rễ như vậy thì củ nó không có đẹp và cái rễ đó nó cũng không có tác dụng hết. Với lại một số củ mà khi vận chuyển ở đây, ví dụ củ mà nó có bầu như vậy này là nó rất dễ gãy ở đây, chỉ cần một lực nhẹ tác động vào đây nó sẽ gãy ngang ở đây. Khi vận chuyển thì cũng đâu đó vài ba củ, nếu mà bên bưu điện họ nhẹ tay với mình, còn họ mà vứt hàng của mình thì nó cũng gãy khá nhiều đấy. Mà khi gãy thì cũng chả sao cả. Đây, ví dụ như củ này nó gãy này thì mình vẫn để trồng bình thường, đây nó vẫn lên bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Còn cái đầu của nó, cái đầu của nó đây, cái đầu của nó thì mình có thể giữ lại, mình để chỗ ẩm đó, để chỗ ẩm như vậy thì ở những cái mắt này đây, những cái mắt như thế này đó, nó sẽ sưng lên và nó sẽ mọc cây con. Và trên cái củ này rất là nhiều mắt, đây đây là hai mắt, cứ mỗi khoen này là mỗi mắt đó. Mình để cái này, khi nào nó lên cây con thì mình đem ra mình cố định nó rồi mình trồng. Và các bạn có thể là tham khảo thêm những mặt hàng mình đang có và cách trồng bầu rượu ở trong địa chỉ đường link như vậy. Và cái tên của fanpage của mình là Hoa Lan Bầu Rượu / Phong Lan Rừng. Xin chào các bạn.